Ngày 27 tháng 7 tại tỉnh Hải Dương, 500 đối tượng chính sách đã được xét nghiệm kiểm tra sức khỏe miễn phí nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Những cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách thương binh, người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy cư trú trên địa bàn đều được khám xét nghiệm lần này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cũng dành trên 31,8 tỷ đồng để thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công và một số đơn vị nuôi dưỡng thương binh bệnh binh.